Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này Hoài học được công thức pha chế ma túy, nước vui. Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước, tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy. Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh, 34 tuổi ở Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long, cùng 35 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh, 42 tuổi ở Trà Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang, 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Cuối tháng 5 năm 2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, ban chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi. Giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm nhãn Charlie, Deadpool, Forio, Coffee, Christy Fruit và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói. Ngay sau khi bắt phạm tội quả tang, đồng loạt 17 tổ công tác tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy, đồng thời tạm giữ các đối tượng mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, ban chuyên án tạm giữ 17 đối tượng, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy, ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng được khoảng 1 tấn ma túy, nước vui. Mở rộng vụ án, ngày 17 tháng 8 năm 2023, ban chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên, 18 tuổi, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng vào sản xuất, đóng gói ma túy. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui. Việc đấu tranh thành công chuyên án nêu trên, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.